Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ỷ Thiên TV trong phần chơi Minecraft Volcano Block. Mình đang làm thêm Living Wood. Thì Living Wood này làm nó cũng không khó, nhưng mà nó phải cần đúng cái loại gỗ nó mới chịu. Và chúng ta phải chặt cây thêm Cherry Wood. Rồi mình cũng lấy cái sickle này, mình cắt cái lá. Thì cái sickle chủ yếu là nó sẽ rớt cherry nhiều ha. Tại cái crook nó tốt hơn để kiếm mấy cái sapling. Bây giờ mở lên, cất vô. Thì bữa giờ chúng ta làm á, đồ á có thể bị thiếu chút xíu, nhưng mà nếu mà cố gắng chạy tới cuối luôn ha, chạy tới những cái về sau á, vô được những cái món mà giúp cho chúng ta đỡ phải tốn á, nó sẽ dễ thở hơn miếng. Kiểu như là vô hóa học không khó, hóa học chỉ hơi phức tạp thôi chứ không khó. Rồi bây giờ nó có swap với cây này không ta? Nó mà swap với cây này là không có vui đâu nha. Cây mía sugar, 8 cây mía này là trồng mía không cần nước, do nó trở thành một cái loại cát xịn, xịn lắm, xịn vô cùng luôn. Và chưa đổ nước vô không tách ra được nữa, đi qua lấy nước một cái. Nước đâu rồi? 2 3, nhanh quá nó không kịp lắp lại. Đây, phải để cho nó lắp lại một cái và bắt đầu đổ nước vô, phân tách, tách đi, 8, water, 2 ô, để vô một cái mình sẽ có một cục, đủ không? Run up water, đủ, rồi còn leader nè, leader of the sea, prismarine qua đầu này, prismarine đây, hai cái và leader đây, có đây, leader of the sea, nó đâu rồi, này là đi ngang, leader of the sea, rồi lấy cái chest mới được, đi qua bển. Ta còn cái này không khó nè, end diamond có luôn nè, trong tập trước có làm rồi. Watermelon jello, đọc là melon jello đi cho nó ngắn. Gelatin lát nữa mình làm. Giờ có gì nữa không? Cũng không có gì đặc biệt lắm. TNT, run up air, trái gì đây, fiddle dew, trái gì nữa đây, fermented feather, colorful feather, ố về luôn, lông gà một đống luôn, jungle juice. what thôi, từ đi, con hỏi bị loạn não á. Để chúng ta có những cái đồ cần thiết chúng ta bỏ trong đây trước, thì đây là những món cần thiết nhất nè. Rồi cái này ok, còn cái nữa là sen đây, ở vô này là phải chia ra 4 cái, 4 công thức, 4 cái, rồi đó, 4 thức, 4 cái, còn gì nữa không, 4 cái thôi, 4 cái, 4 cái à, đâu làm thêm nữa đâu, còn như cái ô cuối cùng, block up echo là cần phải có trứng, mà có trứng thì phải nuôi gà, nhiều công chuyện để xử lý. Rồi đi xử lý từng bước một. Bây giờ chúng ta sẽ cần phải làm mấy công thức cũ đã làm rồi là Dark Soul. Nghe Dark Soul nghe ghê không? Đây là Dark Soul Golem. Cần 4 cái. Rồi cần phải có cái soul mà nấu lên thì bình thường. Giờ mình chuẩn bị công thức này cái. Mình đã chuẩn bị xong công thức để chúng ta làm tiếp. Đắt sâu, tan 4 cái. Cái này là cái nào cũng cần. Rồi gelatin để đó đi. Và ta sẽ có melon powder, nâng cấp lên, trở thành watermelon jello. Ting 16 hả? Nhiều dữ ta. Suy nghĩ coi làm nhiêu đây. Làm 8 cái. Vậy phải là làm thêm này nữa đó nha. Thôi làm 4 cái rồi. Khoan để coi trước đi. Ở đây chúng ta sẽ cần phải, không cần,
Không cần, không cần. Này lấy gì đây? Apple Jello. Apple Jello Fiddle Deal gì nè. À còn này nữa. À hay quá. Không làm nó không được nha. Này làm 8 cái. 5678. Ấy nói làm 8 cái mà thôi làm 10 cái rồi. Thiệt tình luôn á. Giờ tới Apple đâu? Apple. Apple. Apple sao đây? Apple powder. Apple powder. Đây phải kết hợp vô với lại train agent. Train agent đây. Còn dư lại và mình chỉ có hai trái thôi, hai trái thì làm được một cái. Một cái cũng vừa đủ để chế tạo. Thì thôi, vừa đủ chế tạo trước. Từ từ tính sao. Apple Jello nè. Gelatin nè. Cất vô. Đây là còn Netherwork. Netherwork có làm gì không? Nếu không làm gì thì thôi không sao. Rồi còn lửa Beat up hit cất vô luôn. Repairing pace. Ok. Mình cũng chuẩn bị sẵn Fire Diamond để làm công thức kế tiếp. À còn Seed up the end. Score crit. Cravo. Cravo. Score crit. Morningstar hả? Này phải xài chính xác. Rồi tiếp tục là gì? Seed up the end. Seed up the nether. Seed up line. Rồi làm hai cái đó trước đi nha. Cái này sẽ cần phải có grass block. Grass block quá đơn giản. Bao nhiêu cái vậy? Hai cái grass block. Rồi giờ làm hai cái seed trước. Block up coal. Morning star với soil up the fire. Soil up the fire đây. Rồi ngọc đâu? Cái cục ngọc đâu mất tiêu rồi. Crystal, crystal hình như xài hết rồi. Không thấy, lấy đây cho nhanh đi. Ta sẽ cần hai cục chính xác luôn, xài hết rồi. Và còn lại Jack of Living World với lại Root of Light. Living World đây. Root of Light là màu xanh. Pure Giver nha, lộn rồi đó. Root of Light màu xanh này. Root of Light. Ấm thôi. Lock up coal. Lock up coal than đâu? Cái này là obsidian. Rồi bỏ vô. Còn mấy phát? Một phát, hai phát. Cái gì làm được làm trước. Rồi tới TNT. Gunpowder. TNT. 4 cái. Ấm vô đây công thức. Hên quá không có gì thay đổi. Ok. Vậy là công thức của lửa xong. Fire Diamond. Tới Rune Up Earth. Lock Up Edge Jack Coal. Apple Jello nè. Edge Jack Coal cần phải có Edge. Trứng, trứng làm sao đây? Trứng có trước hay gà có trước? Câu hỏi muôn thuở. Có cách nào làm trứng hay không? Calcium Carbonate Protein kết hợp vô thành trứng. Backup S. Nói chung là phải có gà. Có gà thì mới có trứng. Rồi gà đâu? Gà đây. Thôi đi làm cái khác trước đi. Giờ làm cái rune trước. Cái gì làm được làm trước cho nó nhẹ nhàng. Vô. Mở lên. Chia vô 1, 2, 3, 4. Rồi cái này là lửa nè. Này vô đây, cái này vô đây. Cái này còn thiếu Apple Jello vô đây luôn. Rồi và công thức này đã đủ. Đầu tiên chúng ta kiểm tra mana pool. Living good. Còn thiếu một món. 5 món, 6 món. Leather and diamond mana powder. Watermelon Jello. Ủa nó bị dư cái gì ra vậy ta? Hình như nó bị dư một cái gì đó. À 7 món đúng rồi. Không phải 6. 7 món. Và nó đang chế tạo cho mình. Cái rune đầu tiên. Đây là rune up water. Water. Đây. Để làm lên cái công thức này.
20 cái I can go nè, tranh thủ làm thêm mới được. I can go không khó ha. Rồi bên này chúng ta sẽ có composer, sale, soulless, multiple of anything. Ở đây chúng ta không cần lên cao lắm đâu. Miễn sao tới cái terrestrial thôi. Ok, Runa Pattern mở ra terrestrial agglomeration. Cái này có cần cái spark không nữa nè. Spark. Spark không khó luôn. Mushroom làm nấm. Vậy là chỉ có công thức nấm thôi, chúng ta sẽ không có bông. Nấm không khó ha, làm mutation paste là có nấm. Còn không thì làm cái cutter mà cái mushroom này. Mushroom này phải vô cái phòng tối mới trồng được. Không phải đơn giản mà trồng được đâu. Nguyên một cây nấm khổng lồ luôn á. Mà cái phòng tối, tối làm đâu. Rồi để coi công thức này chúng ta chỉ còn, ổ này chúng ta đâu còn thiếu gì đâu. Để có 6 món mà làm luôn đi. Không thiếu, thêm được cái fire. Yeah yeah, làm liền làm liền. Rồi công thức fire còn thiếu TNT. Đâu thiếu gì đâu ta. 1, 2, 4, 5, 6 diamond đây nè, không chịu bỏ vô. Bỏ vô, bỏ vô, bỏ vô, bỏ vô. Một món nữa. Nó rớt cái file diamond xuống dưới. Thằng gì nó không chạy. Có chạy luôn. Rồi giờ sẵn đây chúng ta ngồi coi. Đầu tiên là cái charcoal egg, trứng gà thôi. Cần có nuôi gà. Có gì bắt con gà lên không? Để lát nữa mình coi mình bắt con gà lên không ha. Còn này là lông gà. Bắt buộc phải hạ gục con gà. Lông gà bảy màu. Oh no. Không phải thịt heo xịt tẩm bướp hả? Này là lông gà à, này là siêu nhiễm màu. Đủ thứ màu hết trơn đó. Nhưng mà có một cái enzyme ở trong này. Hay là cái enzyme, enzyme extraction agent. What what powder. What what. Giống như con gà nó kêu quạt quạt kìa đó. Cần rất là nhiều lông. Rồi luôn tới công chuyện luôn. Protein ra được. Chemical, cái này cần có niobium rồi. Như mình nói á, chúng ta sẽ có cái khu giống vậy nè, tách ra rồi chuyển đổi gì này nọ, gom vô nó sẽ dễ hơn ha. Rune up air, fit đồ deal. Broccoli. Ồ, broccoli không có nha. Analyzing chamber. Quicken diamond. Quicken diamond tách ra. Doesn't require power. Không khó. Cái này phải ưu tiên làm liền nè. Rồi để coi công thức bên đây xong chưa. Fire. Có water, fire gì này nọ rồi. Bây giờ bỏ living rock ở chổng luôn đi. Bỏ cuốn sách của Thania ở chổng luôn. Rồi bây giờ mình sẽ cần phải có cái đó. Cái đó, cái đó. Cái này nè. Ta sẽ cần phải chuẩn bị công thức của cái phần này. Cái miếng này, miếng này thì lại càng dễ nữa. Cái này chúng ta làm mấy lần rồi. Enrich gold, enrich gold thì cần có công thức này thôi. À không sao. Giờ để mình đi chuẩn bị công thức đó, với lại mình chờ con gà xuất hiện cái. Ta sẽ cần có 2-3 con gà gì đó. Mình đã chuẩn bị xong công thức của cái flawless calculator. Cái này cần phải có công thức này trước. Ta sẽ đi từng bước từ trong ra nha. Và lên tới cái miếng này. Chuẩn bị không khó. Nó hơi mất thời gian chút thôi. Và có những cái chúng ta đã làm rồi thì mình sẽ làm nhanh. Đây là Flawless Diamond. Cái này nhớ cũng có làm rồi á. Và tăng Flawless Calculator. Mở lên liền. Nghe nó Flawless thiệt là đã. Flawless là không tì vết luôn á. Cộng cộng, cộng chia cộng, bằng. Và làm cái gì trước? Diamond Sapling. Khoan khoan khoan, coi Sapling trước nha. Đã có diamond sapling thôi, không có những cái loại sapling khác. Ờ. Nếu mà nó có iron sapling nữa thật là sướng. Và diamond sapling cần cộng n diamond. Oh no. Oh no, n diamond. N diamond thì n không khó, obsidian mới khó. N diamond vô coi cộng với gì nữa? N stone. Một cây thôi.
một cây hai cây mushroom hay là gì, cái này là pear sapling, kém nữa lộn rồi thấy không, pear đâu, pear pear có trái pear thôi không có sapling ông ơi, pear sapling tới công chuyện luôn rồi, đây làm được hên quá, có trái pear có cái này là làm được liền, thêm pear sapling cái cây này cũng mệt luôn á. Trời ơi, gì nó cũng căng thẳng đó, nó có đơn giản ha. Rồi xương đâu, xương đây, small bone, bone meal, chóc 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 lên hay quá. Rồi trái, trái hay là rồi, trái và chỉ có trái mà thôi. Ây da, lỡ chặt nó mất đoạn giữa ấy, cho nó hết đi nguyên cây luôn đi, mất đoạn giữa làm gì. Ủa rồi mình chặt cái trái pear để làm gì ta? Có gì đó nó sai sai. Từ từ, từ từ, nó cần pear sapling mà. Đây pear sapling nha. Rồi và còn gì nữa? Diamond, obsidian. Obsidian mới khổ nè. Công thức của obsidian có cái gì làm được obsidian cho nhanh? À, floor lệch. Lên floor lệch thì ta có thể cộng mấy cái gỗ lại. Ok luôn, bây giờ làm theo phương án thủ công. Ủa có một cục obsidian của mình đâu rồi? What? What happened? Mình nhớ mình còn một cục obsidian mà, đây là lock up coal. Ta sử dụng nó để chế tạo cái gì rồi? Không có ta. Hồi nãy mới lấy luôn á, mới lấy từ đây xuống nè. Obsidian nó đã đi đâu mất tiêu rồi. Hết biết luôn rồi. Hết biết. Không tìm thấy. À, rồi. Rồi thì đi đập hai cái thôi, không có khó. Giờ đi qua bên đây lấy Cobblestone stone trước, cứ từ từ ăn vô một cái. Có Cobblestone stone xong rồi á, chúng ta sẽ cần phải có chỗ cho mấy bé gà. Mấy bé gà ngồi lên bắt đầu đẻ trứng. Có được trứng gà, mình có hai con gà rồi. Giờ mình sẽ làm này trước đi, để chúng ta có thể nhìn vô trong ha. Có tấm thảm nào không? Không có tấm thảm nào hết. Thảm 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 chùi chân. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Làm thảm chùi chân. Đây. Hopper. Trứng. Trứng nào nãy có hai trứng. Thì làm cái thùng. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4. Cắm xuống. Và thùng bằng đá. Thùng đá. Gà thì mình sẽ để bên đây cho nó đỡ kêu. Nó ở gần quá nó kêu nghe mệt lắm. Chúng ta sẽ đem qua đây để. Rồi gắn xuống luôn. Ở bên này gắn vô che lại. Rồi phía trước này á, thì gắn cái này lên. Chúng ta sẽ thấy được bé gà đứng bên trong. Nhưng mà bé gà không thể nào thoát ra. Rồi mình sẽ bao xung quanh lại hết luôn. Bao hết luôn nha. Không có chừa. Chừa bé gà nhảy ra ngoài làm sao? Ai cho? Nó cao thêm ô đi. Rồi sao lên? Không đem theo đường lên. Đóng vô một cái. Thấy gà đứng chổng. Thắp cây đuốc vô trong đó một cái cho nó sáng sủa cái cây. Sáng sủa. Rồi bây giờ cần phải có cái cầu thang dây. Thang đá. Thang này là stone ladder chứ phải thang dây. Thang đá. Stone ladder. Thôi kệ đi. Chúng ta sẽ kết hợp chút xíu có một cái à. Có một cái không leo được trên đây. Đây. Giờ để làm sao mà đi nó không có bị vướng á. Rồi đây leo lên đây. Hay ghê luôn. Mở cửa ra. Đóng cửa lại. Em gà này có tốc độ nè, cho nên nó hả bắt lấy trước. Vô chổng con ơi.
Gà ơi gà, đi nào gà ơi, qua nhà mới đẻ trứng. Đây là nhà đẻ trứng, ấp trứng. Và bạn sẽ cần phải cho thêm số lượng gà vô chổng bằng cách đơn giản. Ăn vô. Con kia đâu? Kia đâu? À, nó water breeding hả? Hèn gì? Bấm biết được chưa nữa. Nó có hai con gà đó 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 đó, một con này con kia rồi thôi được rồi đó. Vậy thì chúng ta đâu cần phải lên cao vậy đâu. Nó đâu có giọt ra được. Vừa vừa phải phải thôi. Bao là được. À, mình làm cái chỗ này như vậy á thì mình có thể nhìn vô trong và chưa kể là mình có thể mở thùng lấy trứng. Giờ mấy em hãy đẻ trứng cho tôi nha. Muốn thì chúng ta có thể đứng ở đây treo mái kiếm thêm gà được nè. Cho nó ăn vô, nó chưa có ăn được hết hai con, thành ra nó chưa có đẻ. Và bây giờ chúng ta sẽ quay lại đây. Flawless calculator. Rồi còn hai xô lava nữa. Lava lava. Căng à. Cây cuốc chim đâu? Diamond pickaxe. Hên quá, vẫn còn. Ở đây thì thoải mái. Rồi để lên một xô nữa và để lên. Rồi mình sẽ ở đây trong vòng 10.000 năm nữa. Đập này cũng nhanh thôi. Không tới 10.000 năm đâu. Chúng ta đập ra. Lấy lại hai cục endstone. Chúng ta sẽ qua bển làm công thức kết hợp. Kết hợp. Tăng tăng bấm vô. Flawless cộng vô thêm phát nữa. Flawless đây. RF không có. Cục sạc điện đâu ta? Ủa khoan. Này cái squeezer. Cục sạc điện đâu? Bữa lấy xài rồi hả? Cái này không phải nha, cái này bỏ vô là đốt luôn á. Không phải. Này stone separator. Battery. Battery. Hình như là battery này chưa làm. Nó cần có công thức gì ở đây nè. Power cup đâu? Chúng ta muốn sạc cái này lại. Atomic calculator. Energy cup thử coi. Okay. Gõ chữ cup thôi. Energy power cup. Zora steel mystic iron. Công thức này làm rồi. Không lẽ làm lại công thức này nữa ta. Mystic iron. Mixtic đâu? Mixtic hôm bữa lấy xài rồi nha. Mixtic Iron Zora Steel. Giờ lấy ra làm lại một cái thiệt nhanh. Ủa sao cục Power Cup 4 cái chứ? Gì vậy? 1, 2, 3, 4 cái. Nhớ cục này không lẽ lấy xài mất tiêu. Soul Steel đây. Có gì đó nó kỳ kỳ lắm luôn á. Cục này không phải. Không có luôn. Rồi chính xác thôi, làm mới. Làm mới quăng vô. Power cup sạc đỡ. Chỉ cần có sạc điện thôi chứ không cần gì nhiều. Power cup đây. Chúng ta đưa ra phía sau. Energy sạc vô. Dư dư nhiều. Mình nhớ mình đâu có đem nó sử dụng đâu ta. Hơi lạ. Melon. Bỏ vô thêm. Chất đốt nữa. Từ từ tính. Nó chưa kéo hết nữa mà. Rồi flawless. Đã sạc điện xong. Diamond. Bỏ vô. Tăng tăng. Tăng. Còn cục nữa. Còn một món. Endstone. Endstone. Và Diamond Sapling quá dữ. Và cái cục này á, nó chơi sang lắm.
Nó phải cần đưa lên đây nè, Electric Diamond trước. Nhưng mà mình chưa đủ. Nó phải cần có nguyên một khối luôn. Lock map diamond này không phải đâu. Ta sẽ cần phải có thêm diamond. Bây giờ trước mắt là làm cái sapling của nó trước, cất vô, từ từ xử lý. Và cái flawless này sẽ giúp cho mình có nhiều công thức khác hơn nữa. Hairwood đâu? Bỏ vô hết coi. Obsidian, sung sướng. Rồi, quá khỏe, quá khỏe. Mandrill Good. Lấy vô, mở lên và bỏ vô chia ra Obsidian. Tại sao phải làm Obsidian theo công thức bình thường? Công thức bình thường làm nó rất là mệt luôn á. Công thức bình thường là ngồi đập á. Không cần nữa, chúng ta chỉ cần kết hợp vô là có. Bỏ vô kết hợp xong xuôi. Cherrywood không đụng tới ha. Rồi bây giờ còn này, mọi thứ một miếng cho nó xong luôn, được luôn. Và coi công thức của Flawless coi có gì mới nữa không, có đồ chơi gì mới. Go go go, hành diamond. Ok rồi, có cách gì ra làm này không? Broccoli nè, broccoli nằm đâu? Analyzing chamber, quick diamond. À còn này nữa hả? Bây giờ là làm nãy còn thiếu cái này. À, analyzing chamber, cái đó phải làm hơi bị nhiều luôn á. Giờ để coi này một cái nha, coi này một cái đi, coi cho nó xong một cái. Đây là cái gì đây? Locator module. Ở này là cái gì? Flawless class, control field, play rod, gas tier. Cái này đốt được 400 item và xử lý thành fuel pallet. Fuel pallet thành cái miếng fuel, fuel pallet này nọ bự hơn. Fuel pellet chứ quên, không phải pallet, không biết miếng pallet đâu. Bây giờ chúng ta sẽ làm cái công thức mà ta sẽ cần phải obsidian key cho chìa khóa nữa. Analyzing chamber, đây là cái phòng để nghiên cứu. Thì analyzing chamber cái gì thì nó extract gen ra được nhiêu đây. Analyzing chamber extract gen 6%, 6% nha, chỉ có 6% mà thôi, căng thẳng quá. Rồi công thức của cái đó ở con nè, hay quá. Rồi còn thiếu gì? Advance làm luôn. Vậy là nãy làm đúng rồi, không có thiếu. Này là do không để ý thấy thôi. Algorithm bỏ vô trọng. Có cách nào nữa không? Quick diamond here, reinforced iron. Ở tại sao chúng ta có algorithm separator lại không xài? Bỏ vô algorithm luôn, cho nó separate ra. Trong thời gian này đi lấy thêm lava đi. À lava thôi được rồi. Chuyển thẳng này nó sẽ không có xài hết thì nó vẫn còn. Nó muốn đốt nhiều nó đốt. Đây, quick diamond đã có. Phải mà lapis chuyển thành diamond được ha. Có công thức đó. Lapis gold chuyển thành diamond, gold có dễ không? Gold sẽ dễ nếu mà farm piglin, zombie fight pigman á. Đây có kêu là piglin hả? Zombie pigman. Ở thời điểm này nó còn kêu là zombie pigman ha. Nó phải piglin. Lộn rồi. Piglin là sau này nữa mới kêu. Rồi và đây là cái đầu tiên, analyzing chamber. Rồi gì đây, gì đây, gì đây? Bỏ vô mà analyze chứ gì nữa. Cái vấn đề là broccoli đâu? Broccoli, hột giống của broccoli. Rồi và trong này giống này nè, kết hợp vô pumpkin. Pumpkin với lại cái này. Ủa cái này là kết hợp với cái gì? Cộng hả? Flawless được không? Flawless cũng cộng. Bỏ vô, bỏ vô. Sao thấy lo lệch được? Flawless xài cái gì? Cộng mà, cộng bằng thôi, không xài được, phải lấy cái bình thường mà cộng. Rồi cộng vô cũng không được luôn. Ở này chia lộn, cái này scientific rồi. Cái calculator này nè, nhiều loại calculator quá. Cộng vô broccoli, ok luôn, đã có broccoli. Rồi bây giờ cây bên đây ta có thể thu hoạch mía thoải mái ha. Mía thoải mái rồi thì bỏ vô trong này. Giờ ở bên đây
Ông này đập ra. Ông này không xài nữa thì đập ra. Ender Lily cất vô, trồng broccoli xuống. Chóc chóc. Có broccoli. Cây bông cải. Bông cải xanh. Rồi cái cây kia đâu rồi ta? Cây đồ chơi kia đâu rồi? Ủa, có cái món đồ chơi. Đồ chơi mà từ thời điểm ban đầu luôn á, chúng ta được tặng một cây. Giờ bỏ đâu, không thấy nữa. Có thể phải làm cây mới. Các món đồ chơi đó xài xong rồi. À đây nè, món đồ chơi. Hy sinh dữ lắm đó. Rồi được rồi, nhiêu đó thôi. Làm quá đi luôn. Cái này chúng ta sẽ bỏ vô trong đây để được 6 cái ha. Rồi trước mắt là làm vậy trước đi. Giờ mình muốn nhanh thì phải làm vậy thôi. Để mình coi cái bông broccoli nó lên làm sao. Và ta sẽ cần cộng 4 cái broccoli này lại. Cooked broccoli, raw broccoli, raffidodil fruit, Primordium Brunit Onta. Ta-da. Bỏ lên. À đây. Bấm vô. Fully Cron. Phải chuột. Không thu hoạch được. Đập ra. Ồ, phải bắt trồng lại nữa hả? Thiệt là thú vị. Bắt trồng lại luôn nha. Và 1, 2, 3, 4, 5 luôn. Nhiều hơn luôn. Thoải mái luôn. Rồi quất cái này nữa đi. Cho cái nào lớn lên nữa đi. Thu hoạch lần nữa đi. 9 cái chứ 1 cái. Rồi trồng ở đó trước đã. Broccoli đây. Bỏ này lại. Lo lệch đâu. Mở lên. Kết hợp. Tăng tăng tăng. Fit đồ điều. Nó đây. Đã có. Cái này ăn được không? Ăn được luôn. Ồ ghê vậy. Ôi hàng xịn vậy. Ôi ghê thiệt luôn á. Nè nè. Ăn vô cái coi. Cái đồ ăn lên cả khúc luôn. Đúng ghê luôn. Nhưng mà không cần thiết ha. Sang quá. Không cần thiết. Rồi giờ còn chặt khâu ép thôi. Trứng. Trứng nướng. Trái thành than luôn rồi. Trứng thành than. Rồi để qua bển coi một cái. Có đủ không để mình quất luôn. Đủ thì mình quất luôn á. 5 trứng. Chưa đủ. Rồi mấy bé gà này cố gắng đẻ thêm đi nha mấy đứa. Nói tóm lại, trong ngày hôm nay thì mình đã làm thêm được một cái Analyzing Chamber cũng như là một cái Flawless Calculator để chúng ta thực hiện những công thức cao cấp hơn. Còn bây giờ thì mình sẽ tạm dừng tại đây. Mình lại các bạn trong tập kế tiếp. Bye bye.